Thì trong câu chuyện đó thì ổng mới có một cái tình tiết là ổng nói, bà nói thì nên tìm gà hoặc một miếng thịt gì ngày Tết mà không cúng cho ông Táo. Hồi xưa gia đình Giác Nhàn cũng vậy, mỗi lần ngày 23 là cúng ông Táo đưa ông về trời, đúng không? Rồi mùng 1, mùng 3 về kéo ông về nhà lại hoặc là cúng đưa ông Táo về trời, đúng không? Thì hồi xưa thì mình cứ nghĩ là ông Táo đó là chỉ là truyền thuyết, nhưng mà ông này thì ông nói có ông Táo thiệt. Ông hay lại, ông kêu bẩm ông Táo, tôi cũng còn đủ thứ hết trơn rồi mà ông không giúp tôi được cái gì hết trơn, gia đình tôi vẫn nghèo khổ, ông có tích sự đâu, tôi không có cúng nữa đâu, thôi năm nay tôi không có cúng nữa đâu. Cái bà vợ bà kêu ông à, ông đừng nói như vậy á, mang tội đó nè. Ông Táo ông nghe vậy ông buồn rồi, mình nên mang về cúng cho ông lao lâu sùm ở trời, cuối cùng sét râm qua trời. Ông kêu ủa sao sét, kêu sao cái mùa này mà lại có sét dữ vậy. Thì cuối cùng cái là gần như là hầu như ông dùng cái tâm chân thật cung kính. Những lúc đó, ông nói ông Táo đi lên tâu với lại hoàng đế với Ngọc đế giúp giùm tôi, vì sao mà tôi lại nghèo khổ như vậy. Thì tôi cũng đi dạy học, rồi tôi cũng làm như mọi người, mà sao mọi người có tiền có bạc ăn Tết vui vẻ, con cái sum vầy, mà sao tôi nó tan nát, gia đình vợ thì mù, con thì điên, con thì mất, con thì chết, gia đình không có đồng bạc nào hết trơn, nghèo khổ như vậy. Cho nên thành ra ông Táo ông có tâu tới ông Ngọc Hoàng Thượng Đế cho tôi chưa mà sao ông không có soi xét cho tôi chút nào. Ông trách quá trời luôn. Thì vào một đêm giao thừa, một đêm thì gia đình đang ngồi trong cái sự mà lạnh lẽo, cô quạnh, thiếu thốn mọi bề, và thường những cái người mà họ có địa vị chút, ví dụ như ông này cũng có địa vị là ông là người thư sinh đi dạy học, thì sợ bạn đồ đi đến không có cái gì đãi, cho nên họ sĩ diện. Thường mấy cái con người nghèo mà không biết tu là họ sĩ diện, danh từ ngoài đời gọi là họ sợ quê với bạn bè, họ không có gọi rằng là bằng lòng với cái hoàn cảnh, cho nên sợ bạn bè vô ngày Tết rồi bây giờ tính làm sao. Rồi họ sống gần như một cái cảnh nó lầm than, mà cái bộ phim đóng thì nó mới hay, chứ thực sự nói trong cái sử liệu nó không bằng cái bộ phim, bởi vì những nhân vật họ đóng quá hay. Thì chúng tôi nhìn nhớ lại những cái hoàn cảnh thời xưa gia đình của chúng tôi. Ông cụ thì ông đi vô trong kinh tế mới rồi, còn bà cụ thì ở bên ngoài gánh bánh hỏi. Thì gia đình chúng tôi làm bánh hỏi thì nó có một cái lò bếp. Thì đến những ngày mà cuối năm á, ông cụ cũng ở trong kinh tế mới, ông chưa về. Có những năm ông về, mấy mẹ con ngồi quay quần với cái lò bếp bánh hỏi đó. 30 Tết giết con heo, có heo ăn. Cho nên là tạo nhiều sắc xanh mà thấy giống ná với cái ông này. Mà thấy gia đình mình giống na ná thì cũng là gì, sát sanh, rồi cũng ông Táo, rồi cũng mấy miếng thịt ba chỉ là gì, nửa mỡ nửa lạc nạc không, là ba chỉ, rồi cúng này cúng nọ, cúng gà cúng tùm lum hết trơn. Gia đình cứ chật vật đủ kiểu. Thì khi mà chúng tôi coi cái gia đình của ông Du Đô, là ông Du Tịnh Ý này, thì na ná với gia đình chúng tôi hồi xưa, không biết làm lành sát sanh hại vật, mà cứ mong làm sao cho gia đình mình được nhiều cái may mắn, có tiền có bạc để sinh sống. Cái những gia đình, có những lúc gia đình chúng tôi ban ngày Tết phải nói là nó khốn đốn vô cùng. Thực sự chúng tôi là người thiếu phước, sanh cho gia đình cũng thiếu phước. Nên cái phước mà trong đời này mà chúng tôi sống chung với anh em, có được khu chuyên tu Tỉnh Thất, có được chút đồng ngân để mà bố thí cúng dường làm phước in kinh, thì trong đời này tạo. Na ná chúng tôi nghĩ trong đời này tạo. Ông Du Tịnh Ý này ổng cũng tạo trong đời này. Thì ông này gần như là ông hay lên nói với chuyện với ông Táo. Nhiều lúc cũng bực quá, ông kêu ông Táo không có lo cho tôi, không có giúp giùm tôi, chứ không có tâu lên, không có lo gì, tôi không có cúng nữa đâu. Cái có bữa ông tới ông Táo rồi, bây giờ ông làm sao ông giúp cho tôi được, để tôi làm thiện, tôi làm phước, tôi dạy học rồi tôi cũng khuyên người ta làm lành, mà sao mà tôi gặp khốn đốn dữ ông Táo. Coi như là nhiều lần, coi như là nhiều năm để thưa với ông Táo, nhưng mà không thấy ông Táo xuất hiện. Thì tự nhiên trong cái đêm hôm đó, trời coi như là vào tối, xong rồi cái ông nghe ở ngoài gõ cửa cụp. Ông mở cửa ra cái ông thấy có một ông già chạc chừng tuổi khoảng 50-60, đội nón đen, đồ đen. Ông hỏi ông là ai, kêu tôi là họ Trương, tôi đến tôi thăm ông. Thì khi mà vào bắt đầu là ông mới hỏi tình tiết gia đình cuộc sống làm sao, thì ông này ông mới kể hết. Ông mới nói là tôi là người ăn ở có phước đức, mà không biết gia cảnh tôi sao mà nó nghèo nàn, túng thiếu, rồi 4 đứa con trai thì nó chết, còn đứa thì bị lạc, 4 đứa con gái thì một đứa bị khùng khùng điên điên, rồi 3 đứa kia thì chết, rồi gia đình không đủ sống. Đó, ông coi ngày 30 Tết, chuẩn bị Tết Nhất đến, mà Trung Quốc họ quan trọng cái ngày Tết Nhất chứ. Không có một cái gì để ăn, rau cỏ cũng có, nghèo khổ túng thiếu. Mà tôi nhiều lần thư trình lên với Táo Thần, để mà Táo Thần thư lên với lại Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi soi xét cho tôi thử làm sao, mà tôi trông chờ hoài không có. Tôi làm bao nhiêu điều thiện, tôi có nhiều lúc tôi oán trách cái ông Táo Thần, ông cũng không có thưa giùm cho tôi không thấy mặt mũi ông đâu hết. Mà hồi trước giờ người ta nói có ông Táo mà tôi cúng cho ông hoài mà cũng không thấy mặt mũi ông đâu. Thì cuối cùng ông này ông nói, ông coi lại đi, hành động của ông với lại việc làm của ông với lại tâm nghĩ của ông nó có hợp lý hay không. Đó, ông dạy học trò về cái việc tiếc chữ, tiếc giấy. Đó, thì bây giờ là giấy chữ, có nhiều lúc ông thấy người ta để ngoài đống rác, ông cũng lượm vài tờ cho có chuyện thôi, cũng không có tấm lòng nhiệt tình, nói thì giỏi. Rồi ông cũng không có dạy học trò ông về cái việc nó lấy giấy viết chữ, nó lau bàn, lau ghế, nó lau cái chỗ dơ, đủ thứ hết trơn. Coi như ông làm gần như là với cái việc cho có thôi. Trong tâm ông thực sự không phải là người mà muốn cải đổi được cái việc mà không nên làm giấy có chữ để mà làm cho nó dơ, làm bất kính giấy có chữ đi. Ông không làm nó tới nơi tới chốn. Rồi ông coi lại coi, bây giờ cái việc ông khuyên người ta phóng sanh, rồi cuối cùng là gia đình ông lại cứ giết con gà, con vịt, rồi mua thịt đồ về ăn. Ông cũng đâu có làm đúng theo cái việc ông nói đâu. Đó, rồi ông là có tài giỏi văn chương, người ta hỏi đến ông thì ông nói toàn cái chuyện là văn chương trên mây trên gió, không thực tế. Rồi người ta nghe theo lời của ông, nhiều lúc người ta làm cũng không được, người ta làm trật đi, làm sai đi, cái tội của ông lớn lắm. Rồi ông nghĩ là ông đang một vợ một chồng, nhưng mà ông coi trong tâm ông coi, trong tâm ông lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện những người phụ nữ dâm dục. Ông không có cơ hội thôi, không có cơ hội là ông sẽ hành sự liền. Ông nghèo khóa, ông không có cơ hội, cho nên thành ra trời hại ông á, ông nghĩ trời hại mà hại như vậy chưa đủ đâu, quả báo ông nó sẽ còn đến nhiều hơn, ông đừng có trách. Đó, ông coi lại thử coi. Rồi cái chuyện mà trong cuộc sống của ông toàn là muốn quơ quét gì cho mình không? Mượn tiền người ta, thay vì mình mượn tiền về mình làm phước thiện hoặc mình xài dựa đủ mua gà về ăn, nghe theo vợ làm đúng chuyện sai trái hết trơn. Cái chuyện của ông là tội ông rất nặng. Tôi thấy ông thực sự là có duyên với tôi. Lúc này ông mới nói ông là ông Táo, ông thưa trình lên tôi biết hết, cho nên thành ra là tôi biết hết. Và cái tâm của ông quý trọng tôi quá, cho nên bây giờ tôi mới đến nhà ông, tôi mới báo cho ông biết là tâm hạnh và hành động ông và lời nói ông, việc làm ông nó không có gì hợp nhất hết. Ví dụ tâm ông không sát sanh, rồi ông nói là không sát sanh, ông phải làm là cái chuyện không sát sanh chứ. Chứ sao mà ông làm trái như vậy, rồi bây giờ ông đòi cái quả thiện đến thì làm gì có. Ông là ngụy thiện nhân. Ở trong đó không nói ngụy thiện nhân mà đúng danh từ ông là ngụy thiện nhân. Ông là giả thiện, không phải là chân thiện. Ông phải là con người tốt đâu. Ông chỉ là bu loa, khoác lác bên ngoài, mong cho người ta biết đến danh ông thôi. Mở trường học ông cũng không cung kính người khác. Ông dạy học trò cung kính mà ông cũng không đâu cung kính ông tổng quản lý đâu. Trời ơi, ông nghe vậy mặt mày ông xanh lét xanh lơ, ông dập đầu ông lại. Ông như rồi vậy là Táo Thần rồi, bây giờ ngài biết hết trong cái chuyện của tâm tôi, biết hết chuyện trong u minh này rồi, thôi bây giờ ngài có cách gì để dạy cho tôi không? Lúc đó bắt đầu ông Táo Thần rồi bắt đầu ông quay dạy. Ông kia bây giờ trước nhất là ông phải nói sao làm vậy, mà làm không mong người ta thù tạ. Lúc trước ông làm là ông cứ mong người ta thù đáp, rồi ông ganh tị những người khác làm có tiền, hôm nay không còn cái tâm đó nữa. Chân thật cung kính làm không mong kết quả, rồi tự nhiên kết quả nó đến. Thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa đó là tất cả những cái điều ví dụ như là không sát sanh, thì từ ngay bây giờ là ông không sát sanh nữa, không ăn thịt nữa, ông làm ăn chay làm lành. Và quan trọng là thân tâm ông phải thanh tịnh, nói sao phải làm vậy, tâm ông phải là cung kính. Cung kính là để lên hàng đầu. Đó, thì nói hết cái cách để cho ông dụng từ nơi cái tâm thanh tịnh của ông. Rồi lúc đó rồi cái ông Táo ông chỉ xong hết rồi, ông già đó ông chỉ xong hết rồi, gần như là ông nói là cái việc lúc trước giờ là ông làm là hình thức bên ngoài, khoe khoang phô trương và không có thấy được cái tâm của mình để mà làm cho nó thanh tịnh. Thì khi mà thân khẩu ý ông mà thanh tịnh rồi thì ông làm những việc thiện nhỏ nó cũng có báo đáp ngay. Bây giờ cái như là tâm ông chưa thanh tịnh, thân ông chưa thanh tịnh, khẩu ông chưa thanh tịnh, mà ông nói những cái chuyện tốt đó nó không có đến kết quả cho ông đâu. Rồi cuối cùng ông nghe xong cái coi như là ông lạy xối xả, cái ông Táo Thần này ông đứng dậy, ông đi thẳng vô bếp. Thì ông Du Đô này ông cũng đứng dậy đi theo ông Táo Thần vô bếp. Thì ông vô tới bếp, cái ông tới bàn thờ cứ biến mất. Và khi ông biến mất một cái là trời thôi, ông thấp nhang ông lạy xối xả, ông kêu bao nhiêu năm chờ đợi mong mỏi, có khi ghét ông Táo, có khi thương ông Táo, có khi kính ông Táo, có khi chê ông Táo, mà bữa nay ông xuất hiện thiệt rồi. Thì ông Táo trước khi đi ông nói một câu: thật sự tôi không giúp được cho ông đâu, tôi chỉ nói những điều đúng, điều sai, điều hay, lẽ phải để ông phải tự thân làm. Không có ai có thể xen qua nhân quả mà ban phước giáng họa cho ông, tự ông phải làm. Khi ông nói đến điều này rồi ông Táo đi mất. Trời, lúc đó bắt đầu ông mới thay đổi ha. Thay đổi là bây giờ trong lòng của ổng thanh tịnh tâm ý, và ổng bắt đầu chuyển từ cái tên là Du Đô qua tên là Tịnh Ý Đạo Nhân. Ông chuyển cái tên, tự ổng đặt tên ổng là Đạo Nhân, là con người học theo cái đạo, làm người đó là phải tịnh cái ý mình phải giữ cho thanh tịnh. Bây giờ nãy giờ ông Táo Thần ổng chỉ nói vô cái tâm ông này là đang hang ố, làm việc thiện mà tự tâm hang ố, cho nên nhận cái quả báo xấu ác gọi là ngụy thiện nhân. Cuối cùng ở đâu là ông giữ tâm ý thanh tịnh bằng cách là hàng ngày ông phải nhớ lỗi của mình, gọi là lỗi của mình xấu ác khởi lên ông nhớ, gọi là công qua cách. Ấn Tổ nói là dùng công qua cách là bỏ cái công ra ghi những cái điều xấu, điều tốt. Và khi ông làm những điều tốt, cuối năm, có khi cuối tháng, có khi ông tới ông thưa, ông nói với ông Táo, bây giờ ông thấy ông Táo là thiệt quá, và có mặt ông Táo dạy cho mình luôn. Cho nên cái đạo lý mà nhớ Táo Thần, nghĩ đến Táo Thần, lâu ngày Táo Thần xuất hiện. Nhớ Bồ Tát, tưởng Bồ Tát, lâu ngày Bồ Tát xuất hiện. Cái đạo lý này nên nhớ nè. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Giống như thân nhiễm mùi hương sẽ có hương thơm, trong Kinh Lăng Nghiêm nói đúng không? Nhưng mà bây giờ đây mình có nhớ Phật được không? Và mình nhớ những vị tiền bối được không? Nhớ không đủ. Ông này tuy rằng ông làm ác, nhưng mà ông có được cái tâm là ông tin tưởng có thần, có thần linh, có thần Táo, có Táo Thần. Có những người khúc mặt họ tin. Do ông tha thiết quá, đến lúc ông Táo Thần hiện thành một con người đến nhà ổng và đi vô bếp biến mất, cho ông biết là có Táo đó. Rồi cuối cùng gì? Cuối cùng ông làm nó khó khăn vô cùng. Ông điều chỉnh cái tâm, nhiều lúc nó chéo que, kêu nó ăn chay, nhiều lúc nó đòi ăn mặn. Và trong ý niệm của mình nói rằng là phải biết rằng vạn ác dâm đứng đầu, dâm dục là điều ác, nhưng mà tâm vẫn mơ tưởng đến những người phụ nữ khác. Ông kêu chết rồi, kiểu này là ác quá rồi, than trách gì nữa. Thì lúc đó ông mới có duyên với Bồ Tát Quan Âm, ông ra ông tha thiết, ông lạy Bồ Tát Quan Âm. Mà trong cái sử liệu đó, ông lạy mà coi như là ông dập đầu xuống, ông lạy mà không biết cách sao mà chảy máu trắng. Quyết tâm là phải thay đổi tâm ý mình, và đặt cái tên cho mình là phải Tịnh Ý. Ý mình phải thanh tịnh trước đã, muốn nói cho người khác, muốn dạy người là mình phải thanh tịnh trước đã, mình phải làm cho được đã. Thì lúc đó ông mới tha thiết, ông làm từng chút phước báu. Và mỗi việc làm đều nhớ đến ông Táo Thần nhắc nhở chỉ dạy. Và Táo Thần đang đứng bên cạnh mình và thấy mình làm rõ ràng. Có ai ngồi niệm Phật mà thấy Phật Di Đà đang thấy mình, mình cảm nhận thấy Phật Di Đà đang biết mình niệm Phật, Phật A Di Đà đang gia trì cho mình không? Mình đang niệm Quan Âm, niệm Thần Chú Đại Bi là thấy Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thiên Thủ đang gia trì cho mình không? Cái tâm cung kính và cái tâm nghĩ đến có Phật, có Bồ Tát, có Táo Thần, mình làm được. Nhiều lúc mình không bằng ông Du Tịnh Ý. Đây là cái điều thất bại của mình. Cho nên thành ra cái câu chuyện này Tổ sư Ấn Quang hay giới thiệu đến nhân vật này. Và Thượng Tịnh Không làm cái bộ phim này làm cho chúng tôi thực sự xúc động. Chưa có cái lúc nào mà chúng tôi coi bị rơi nước mắt, bởi vì nó quá thực đi. Và câu chuyện này có sức ảnh hưởng đến nhân quả cực kỳ là sâu sắc. Và lúc ông làm thiện trong một cái thời gian khá lâu, và cái tình tiết mà cái lúc mà ông đầu tiên mà ông thi tú tài thì đậu, nhưng mà bắt đầu lên thi cao hơn nữa, gọi là thi lên quan hiện hoặc là hương quan làm những cái công việc gọi là thi đổ như tiến sĩ cao hơn thì 7 lần trượt 7 lần ông không đậu, lên cao nó không được, cái phước ông chỉ nhiêu đó. Thì lúc này ông tập trung, ông làm phước thiện, mà ông coi như từ việc nhỏ đến việc lớn ông làm lừ từ cái tâm chân thật. Ông ra dạy học là bắt đầu khác rồi, khác hơn lúc trước. Ông ra ông dạy học là coi như là bằng cái tâm cung kính, ông gặp mỗi người ông cung kính, rồi giấy tiết chữ, giấy đó có chữ ông tiết kính, ông quý kính, ông làm gần như là những cái việc ông Táo Thần dạy làm sao là ông làm y chang như vậy. Và hàng ngày là ông thấy là lỗi ông xuất hiện lên nhiều hay ít ông thấy rõ luôn, và càng ngày càng ít. Thì trong này có nói đến cái đoạn này, ông thực hành làm những điều thiện từ thân khẩu ý cho đến khi đã thuần thục và đạt đến mức thân vừa động ắt có muôn điều thiện tùy theo đó mà hiện. Thân ông vừa động lên thôi, vừa cất bước lên thôi, vừa lên trường học thôi, tiền bạc mọi người cung kính ông, tâm vừa tỉnh ắt không một mảy may tạp niệm nào sinh khởi. Thân làm suy nghĩ việc thiện, làm điều thiện thì trăm điều thiện đến với ông, vừa nhấc thân thôi, vừa cử động thôi là bao nhiêu điều thiện đến với ông. Lúc trước là cầu trời khấn Phật, kêu ông Táo la rồi chửi rồi nói đủ kiểu, rồi bái lạy rồi cúng gà cúng vịt rồi làm đủ trò hết trơn, nhưng mà không thấy điều thiện đến. Mà đến bây giờ ông đã tự tịnh kỳ ý, tức là ông đặt ông là tịnh ý thần, tịnh ý này đó, thì khi tâm ông thanh tịnh rồi ông làm tất cả các điều thiện rồi đó, thì khi vừa cử thân động thân cái là điều thiện tới. Tâm vừa tịnh toàn cái là không có một lỗi, không có một vọng tưởng xuất hiện. Ông sợ ông Táo biết. Mình có khi nào nghĩ bậy sợ Phật Bồ Tát biết không? Nghĩ bậy sợ Phật Bồ Tát biết là chuyện nhỏ, còn cái chuyện cãi lộn nhau nữa kìa, Phật Bồ Tát khóc luôn. Nghe cái câu chuyện Bồ Tát hay khóc không? Thấy chúng sanh cãi lộn, tham sân si, giành giật, cấu xé lẫn nhau, con người với con người mà không thương nhau, Phật Bồ Tát khóc. Rồi Bồ Tát hay khóc, có câu chuyện Bồ Tát hay khóc. Khóc vì chúng sanh quá si dại, quá đau khổ, không thương yêu lẫn nhau, làm ác mà mong hưởng thiện, ngoài giả thiện, ngụy thiện nhân mà đòi hưởng phước. Bồ Tát thương quá, Bồ Tát khóc. Cho nên thành ra đến cái đoạn này chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là ông Du Tịnh Ý này, ông đã đạt được cái trình độ là lúc nào cũng có vị Táo Thần đứng bên cạnh ông, không dám một niệm manh nha xấu ác khởi lên, và làm điều thiện. Và tất cả những gì ông Táo Thần này dạy ông đều làm y chang như vậy hết, vừa cất thân là bắt đầu điều thiện nó đến. Cho nên nhà làm điều thiện, người làm điều thiện thì trăm điều thiện giáng xuống. Nhà làm điều bất thiện thì trăm điều tai ương giáng xuống. Thì lúc trước ông này làm điều bất thiện, cho nên trăm điều tai ương, con thì chết, nó lạc mất, rồi sanh ra 4 đứa con gái, 4 đứa, 3 đứa kia chết, thì một cái đứa con gái là khùng điên bả bị mù, gia đình không có tiền để sống. Trời, nhìn vô cái cảnh thê lương luôn. Cho nên có nhiều gia đình chúng ta thấy có người cha, một người mẹ, một người con trai hoặc con gái mà không biết tích thiện thời gian, vợ lo cuốn cuồng lên, bắt đầu tâm thần, bắt đầu mù, bắt đầu khổ đau, không biết gì nữa hết. Rồi cha đi xin ăn có, bởi vì họ thực sự kêu là tu nhưng mà họ không thực sự gọi là chăm tu thực hành, chăm tu hàm dưỡng, mà họ chỉ hình thức bên ngoài và không biết làm phước. Cho nên con người mình cái lúc công phu tu hành, đối với phàm phu thì phải phước huệ song tu. Phật mà còn phước huệ song tu thôi, tôi không có làm phước, tôi không có đi làm gì hết trơn á, để tôi tu thôi. Mình đủ phước để hưởng không? Phước con người mình đủ để hưởng người ta làm nuôi mình không? Không đủ. Đó. Cho nên thành ra là chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là ông Du Tịnh Ý này, ông đã tin tưởng ông Táo Thần. Đến lúc Táo Thần xuất hiện là quý vị biết niềm tin ông cỡ nào. Thì con người mình nhiều lúc nó có cái chỗ này. Hôm nay thầy nói cái điều này trong gia đình một chút xíu, và chút tiếp tục nói đến cái tình tiết câu chuyện của ông Du Tịnh Ý này. Nhiều lúc anh em, huynh đệ, con người với nhau mình không có quý trọng lẫn nhau. Người bậc bề trên gần như nói một lời mình cũng không có làm theo. Cái câu chuyện này là ông Du Tịnh Ý, ông làm theo ông Táo Thần 100%. Từ trong tâm không dám khởi niệm mong cầu, không dám khởi niệm sằng bậy, làm không mong phước báo đáp. Ông Táo Thần dạy sao, ông Du Tịnh Ý này làm y chang. Đó là người mà khi có mặt rồi á, là ông Táo Thần có mặt rồi á nghe, ông nói xong ông đi rồi đó nghe, không thấy. Nhưng mà ông này cảm tưởng rằng là cái lúc mà chưa xuất hiện ông cũng nói có ông Táo Thần. Mà thực ra ông Táo Thần này khi tâm thiện thì Táo Thần thiện xuất hiện. Còn Phật Bồ Tát là Phật Bồ Tát rồi, chứ không còn mà kêu mà mình nghĩ ác là Phật biến thành người ác đâu. Ý muốn nói rằng là khi một vị táo là ngụy thần á, họ có thiện thần, có cái ác thần. Ông Du Tịnh Ý, ông Du Đô này lúc trước là ổng làm thiện bên ngoài mà tâm ổng ác thì có Táo Thần ác đến hộ cho ổng. Nhưng mà đến cái lúc ông này ổng ăn năn và ổng có tìm nhiều cách để ổng xoay sở và ổng kính tin có ông Táo, cho nên ông Táo thiện này xuất hiện, ông chỉ cho ông này. Nhưng mà nhiều lúc đôi khi là chúng tôi không phải là ông Táo đi, là người huynh đệ đi trước đi. Nhưng mà nhiều lúc mấy anh em vẫn để ngoài tai một số công việc thì mình không bằng ông Du Tịnh Ý. Thì thế nào mình cũng có chuyện rắc rối trở ngại. Không để trong tai, không để trong lòng những người đi trước nói, thì mình bị cái gì? Mình bị chướng ngại do tâm mình không cung kính. Cái lúc mà ông Du Đô là ông Tịnh Ý Thần này, ông Tịnh Ý, Du Tịnh Ý, ông nhận cái bó rau trên chiếc thuyền, cái ông đó ông nói rau ông ít quá làm sao ăn Tết được, thôi tôi cho ông, rau này không có mùi tanh hôi đâu, tôi ăn chay. Ông không dám lấy, ông ngại quá ông không dám lấy. Rồi cuối cùng ông mới nói một câu là cung kính không bằng vâng lời vọng mật, coi như là cung kính không bằng tuân lệnh. Thôi ông lấy cái bó rau đó. Có nghĩa là nhiều lúc mình nói mình cung kính nhưng mà mình không vâng lời, mình không tuân lệnh, mình không làm theo thì cái cung kính này nó không còn ý nghĩa. Hôm nay có một cái lá thư này, Ấn Tổ nói về cái chuyện ghi công chép tội ở địa ngục có. Anh đây thầy Tánh đọc cho quý vị nghe cái câu chuyện này. Bà này bà giết con gà, tên bà có ghi dưới địa ngục, ông chồng ông thấy. Cái câu chuyện này nó hay, nó hợp với cái buổi nói chuyện hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao Tục Bi Quyển Thượng. Lá thư số 136, thư trả lời cư sĩ. Đọc thư gửi đến biết con thông minh nhưng chưa triệt để. Vì thế mới coi nhân quả của nho Phật giống như cách thưởng phạt trong phép vua trong thế gian. Tờ hồ có lý, nhưng thật ra vô lý. Sự thưởng phạt trong thế gian ước tính tình người mà định, còn nhân quả chính là do tâm thức chiếu cảm. Nho và thích không hay đạo. Ông cho rằng đạo nho có những điều chưa nhớ tỏ đức, tức là đạo nho chỉ dừng ở lại đó. Đấy cũng là một chứng cứ cho thấy ông thông minh nhưng chưa triệt để. Phàm nhân quả thiện hay ác đều do tự tâm chiếu cảm. Người đời không biết Đức Phật giảng căn kẻ, ông cho là Đức Phật bày đặt ra, há có phải là thông minh thực sự hay chăng? Quả báo sẽ đến có khi là tức khắc ngay trong đời này, có khi là trong đời kế tiếp, đời sau và nhiều đời, nhiều kiếp. Ông hiềm quả báo xa xôi, muốn quả báo xảy đến cho nhanh là đã trở thành tà kiến rồi. Phải biết rằng quả báo siêu phàm nhập thánh liễu sanh thoát tử cho đến thành Phật đều phải là nhiều kiếp. Tuy nói phóng ngà đồ đao lập địa thành Phật, có nghĩa là buông dao đồ tệ xuống thành Phật ngay nơi đó, nhưng thật sự chứng Phật quả cũng phải mất nhiều kiếp. Đừng cho rằng hễ ngộ được Phật tánh liền thật sự chứng được Phật quả. Nếu nói như ông, trong cuộc đời có một ai có thể liệu sanh thoát tử, cũng chỉ là thành Phật ư? Nếu ông biết điều này, sẽ chẳng đến nỗi trách Phật tàn ác, sẽ có được lòng từ bi của Đức Phật, đau lòng tu lệ bảo với những kẻ cùng hàng. Ông nguyện rằng chẳng được quả báo nhanh chóng, nhưng chẳng biết đến cái lời lớn đau của việc không nhanh chóng. Chính là loài trùng mùa hạ chẳng biết có băng, Ông phù du chẳng thấy được ngày hôm sau, chẳng đáng thương ơn. Quả báo chậm hay mau đều do nghiệp thức của chính mình cảm nên, há nên đùn đẩy cho Đức Phật. Do ông thông minh nên trong ý ông vẫn mắc lỗi, có biết nhưng vẫn cố phạm, đủ thấy chuyện và bất lỗi, dẫu là thanh nhân vẫn phải nỗ lực. Do vậy, Khổng Tử tuổi đã 70 vẫn muốn trời cho sống thêm 5 hay 10 năm nữa để học kinh dịch, hồng chính được lộ lớn. Nhà nho thấy biết nông cạn, cho là thánh nhân quá khiêm tốn. Chẳng biết thánh đạo sâu xa, chẳng phải là thấy ngộ liền có thể thấu hiểu tột cùng được. Những chuyện khác Quang nói tới, chỉ lấy viên giáo lý luận. Thì sư tính đoàn kiến học, thất tính đoàn tứ học, bát tính, cửu tính, thập tính, phá trừng sát hoạt, khuất phục vô minh. Thập tính hậu tâm lại phá một phần vô minh, liền chứng sư trụ, trở thành phá thân đại sĩ. Từ sư trụ cho đến thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, chạy qua 41 địa vị, vẫn chưa được đến địa vị hết sạch vô minh. Đẳng giác Bồ Tát lại phá một phần vô minh, tức là chân cùng hoặc tầng, thành Phật quả, viết mãn Bồ Đề. Sự xa xôi của thiện báo và ác báo cũng gần ngang nhau, huống hồ tu nhân chứng quả cho đến lúc thành Phật ư. Nếu mọi chuyện đều sống ngay trong một chút thì sẽ trở thành hầm sâu, đoạn diệt, không nhân, không quả. Chẳng thấy đầu trời vận hành hay sao? Tiết hạ trí nhất âm xanh bèn nắng gắt, tiết đông trí nhất dương xanh bèn lạnh buốt. Lập xuân có khi trước Tết, có khi sau Tết, mỗi điều chẳng thấy cùng xong hết trong một lúc được, nên mới thành năm tháng. Nếu cùng một lúc xong hết thì chẳng thức hành vận hành mà thành đoạn diệt. Đối với việc thưởng phạt tội phước trong cõi âm, quả thực có người chủ trì, nhưng chẳng phức tạp như trong nhân gian, bởi ấn từ sổ sách đều tự hiện tự tiêu, và cũng không có người ghi chép hóa sổ. Vì thế cõi âm không sai lầm. Có chuyện người tính ít ở tính kia bị bắt vì lòng với người cùng tính ít ở tính này, ấy chính là mượn chuyện người không đáng trách này để tỏ rõ sự thật có những chuyện địa ngục, hình phạt trong cõi âm, vân vân. Ngõ hồ người đời sinh đồng tin. Do vậy thường có chuyện bậc sĩ phu chính trực trong thế gian tạm thời xử đoán chuyện của vua Diêm La. Người bình thường trong thế gian làm sai nha trong cõi âm, do bóc lộn người nên bị đánh đòn cách chức, đều là nhân cùng thấu đại. Do dựa vào hoàn cảnh ép ngặt để thực hiện sự giáo hóa vậy, thấu đại là thực hiện đại sự tu thân tỳ gia trị quốc bình thiên hạ. Bởi lẽ mắt chẳng thấy sẽ không tin, lại còn mượn cớ bắn Phật, cho nên đặc biệt hiện đến chuyện ấy để tố bày đại sự hồng mở tầm mắt. Chuyện như vậy rất nhiều, nêu lên một chuyện để hồng biết tròn. Trong kiến vấn lục của Ngọc Hoàng Đại Sư có trích chuyện một sinh viên ở Hồ Bắc nắm quyền xử lý dưới tay ngũ điện Diêm La Vương. Một đêm đến cõi âm, thấy một cuốn sổ chép vợ mình giết trộm gà hàng xóm, kệ cao lon thì nặng 1 cân 12 lượng, nhân đó bèn xếp một gốc chăn để đánh dấu. Tính dậy ông Táo ơi vợ sau đại giết trộm gà hàng xóm, bà vợ chẳng thừa nhận. Ông ta nói bà vẫn cứ lừa dối tôi, sổ sách trong cõi âm đã trách bà giết trộm gà hàng xóm, kệ cao lon thì nặng 1 cân 12 lạng. Bà vừa kể phơi thóc gạo trong sân, gà hàng xóm đến ăn, dùng đồ vật quăng nó chết lăn quay, còn chưa đồn đến. Bảo đem gà cân lên, quá lực nặng 1 cân 12 lạng. Ông sai vợ đem gà và một số tiền bằng giá 1 con gà đem trả. Thưa rõ đồ đưa với người ta, xin đừng gọi trách. Đêm ấy ông ta lại vò phải bắp xem sổ. Gốc trang sổ bị xé vẫn còn đó, nhưng không thấy một chữ nào cả. Ông cho rằng hình phạt trong hội âm là do Đức Phật đặc truyền. Có thể nói là đã có vụ ấn Phật quá lắm. Ông viết chuyện nhỏ xíu, mắt quan quá mờ, lược nêu những điều quan trọng để lấy lòng nghi của ông. Nếu ông biết điều này sẽ nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Hãy nên biết rằng lợi ích cho ông, lợi ích do ông đạt được bắt đầu từ nơi con cái ông, huống gì lợi ích sau khi sanh về đây cho đến khi viên mãn Phật quả mới thôi. Nếu chẳng tự lượng, từ đây nghiên cứu các tôn tánh, tướng, thiền, mật, chẳng chú trọng niệm Phật thì có thể trở thành một bậc thôn gia nửa vời. Nhưng liệu sanh thất tử sẽ thành chuyện năm nào? Bao giờ rồi một mực chẳng đủ, từ đây đừng gửi thứ đến nữa. Dù có cậy thầy dịu chân khó dừng cũng chẳng trả lời vì sao vậy, do ông chẳng phải là người. Hãy nêu ra một điều bèn hiểu rõ điều. Dù có vậy từng điều một thì một vẫn là một, nên chẳng thể viễn không được. Giờ đó thì đến đây là kết thúc rồi. Anh gì nào không? Sau đây con xin phép đọc một lá thư của một chú cư sĩ gửi đến Tổ sư Thích Giác Nhàn. Nam mô A Di Đà Phật. Người bất bạch sư phụ thường nhân từ bi. Kính thưa thầy, mong thầy giúp con. Trong những ngày qua, con cầu nguyện với Bồ Tát Quan Âm chỉ thị cho con có nên đi xuất gia hay không. Tuần trước, sau khi trì 21 biến chú đại bi và lạy ngũ bích danh cầu ngài chỉ thị, xong còn lấy 2 lá thăm, 1 lá ghi không đi, lá còn lại ghi đi ngay. Con để thăm vào lòng bàn tay, còn chắp tay lại để ra một khoảng trống và xốc lên cho thăm từ rớt ra ngoài. Đúng 4 lần con xốc thăm đều rớt ra đi ngay. Ngày hôm nay con lại tiếp tục như vậy. Sau khi trì 21 biến chú đại bi, con lại xúc 3 lần, còn với lần trước là 7 lần, thăm điều hiện đi ngay. Con thiết nghĩ nhân duyên đã đến, ước nguyện từ trước giờ của con là sẽ đặt chân lên tình thức Quan Thế Âm. Nhưng những ngày qua con nghe sư phụ nói về vấn đề khuyên nên tại gia hoàng pháp, con nghe đã nghe, nhưng con vẫn quyết tâm thực hiện chí nguyện xuất gia. Đệ tử con năm nay 20 tuổi, được biết đến thầy từ địa lý Quan Âm năm 2012. Gia đình con nhờ ơn của sư phụ dạy bảo mà đã phát tâm ăn chay trường từ đó. Nhận thấy gia đình con cũng yên ổn, ba mẹ đã có 2 chị lo lắng, 2 chị cũng đang chuẩn bị lập gia đình và có ý định sẽ không đi xa ba mẹ để gần gũi chăm sóc cho ba mẹ. Tất cả phương tiện về Phật pháp trong những năm qua con đã chuẩn bị cho gia đình khá là chu toàn. Kính thưa ân sư, ngược thời gian trở về trước, dù thầy gặp biết bao dân chung, bên người hàm oan đủ điều, nhưng thưa thầy, con vẫn dõi theo từng bước chân thầy đi. Thầy đi trước, con bước theo sau. Trong thời gian thầy gặp nạn và ngưng lại việc giảng pháp, con đã lập ra một trang Facebook để đăng tải lại những bài giảng của thầy dưới dạng video phát trực tiếp trong suốt thời gian đó. Sư phụ người từng nói, mấy chục ngàn người Giác Nhàn cũng giảng, 100 người Giác Nhàn cũng giảng, 1 người Giác Nhàn cũng giảng, không ai nghe thì Giác Nhàn giảng với ý luôn. không cảm được lời nói của Thầy, cho nên dù có một người chịu nghe, con cũng sẽ phát trực tiếp. Nhưng làm Thầy không khi nào mà không phát, mà chỉ có một người nghe cả, tệ lắm cũng mấy chục người, có khi thì mấy trăm người nghe. Đến bây giờ khi Thầy phổ biến văn sao của Tổ sư Ấn Quang, chân này đã hơn 30.000 người theo dõi. Con rất mừng vì được mọi người hưởng ứng. Mặc dù sư phụ chưa từng gặp mặt con, không biết con là ai. Kể từ lúc biết đến người thì người hướng dẫn tu tập như thế nào, con đều y giáo phụng hành, không dám có lòng ngờ vực. Vì đời này con đã trao cả thượng tấm mạng này cho người rồi. Con hiện đang là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Con chọn học trường sư phạm cũng là vẫn theo lời Thầy. Mong Thầy hiểu thương con, sư phụ à. Con cũng lo người sẽ không thú nhận con. Con có ý định tìm về những đạo tràng khác, nhưng con nghĩ năm tháng qua con công phu hành trì theo lời sư phụ chỉ dạy. Mỗi ngày nếu không có trường hợp đặc biệt thì hai thời công phu con dự vững, mỗi thời 21 biến chú đại bi. Từ khi sư phụ phổ biến xuống buổi tí trẻ, con tin nhận tập mỗi ngày sáng chiều không bỏ. Nhưng vì thế sự bận rộn, con không thể thực hiện trọn vẹn những gì mà sư phụ hướng dẫn. Nhưng dù sao con đã nhắc mình vào nếp sống của tình thức Quan Thế Âm và của sư phụ. Thiết nghĩ thân con ở đây, nhưng tâm con đã ký gửi nơi tình thức Quan Thế Âm và cho sư phụ rồi. Nếu con ra đạo tràng khác thì tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Con rất lo sợ. Còn nếu sư phụ không nhận con thì mong Thầy thương giúp con. Con nhận thấy con tính tình không biết tính toán, danh xạo với ai. Chuyện tiền bạc con xem nhẹ, rất dốt khi tính toán về nó. Con trầm tĩnh, ít nói, cũng ít giao tiếp xài giao với người khác. Xin thưa với Thầy, con nói chứng thật, từ trước giờ con chưa từng đi chơi một buổi với bạn bè, cũng có buổi nào trời nước chơi bời với ai. Đi học lúc nào cũng âm thầm đến và đi, cũng chưa từng nghe qua một bản nhạc trẻ giai điệu điên cuồng. Dẫu có thì con ở trong chùa thính nguyện cùng với quý Thầy, uống trà đàm đạo cùng quý Thầy. Trong tâm con lúc nghĩ mình là người con Phật, người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm sao giống người thế gian cho được. Nghĩ đến đây con rất đau lòng chột dạ, cự tuyệt mọi quan hệ tụ tập bên ngoài, trừ những trường hợp bất khả kháng con mới cắn răng mà chịu thôi. Dẫu biết rằng nên tu chân ngay trong cội tụ, dẫu biết rằng nên tại giáo hoàng Pháp, và dẫu biết rằng vô hậu đạo bất thành đại đạo. Nhưng nghiệp chướng con số dày, phước duyên con càng mỏng, không có đức chú như hải thì làm sao con có thể tự tin bảo đảm mình không bị thối chuyển cho được. Con nhận thấy một số người hiện nay học Phật, năm đầu Phật ngay trước mặt, năm hai Phật ở ngoài hiên, năm ba Phật tan thành mây khói. Gần Phật lâu ngày gọi Phật bằng anh, gần Pháp lâu ngày coi Pháp như mớ giấy cũ nát, gần Tăng lâu ngày xem Tăng như con cháu. Tu hành dây đại, sanh tâm chán ngán, tật xấu tràn ngập, sân si đầy bụng già, lại chê trách Phật tổ khinh nhờn tam bảo, bất kính đồng tu, khiến người nhìn vào miệt thị Phật Đà. Sao con không chọn đau lòng chột dạ cho được? Con nghĩ họ mắt mù đã sáng, nay sao nợ khiến mắt sáng lại mù, lên nấu báu lại chứ về hai tay không. Đã cứu vớt lên thủy bất nhã, lại tự mình nhảy xuống hồ nước độc tam đồ. Con lại thiết nghĩ tự mình không làm tốt, làm sao dạy người khác cho được? Thân mình lo chưa xong, há dám độ người? Kẻo hại người hại mình, uổng công nhọc nhằn tâm sức, chọn chẳng được lợi ích chi. Thầy thương giúp con, nếu con ở ngoài đời đầy ác thấy mãi, thì làm sao con có thể cho mình tranh đua? Làm sao có thể cho mình dối trá? Làm sao con có thể cho mình trượt dài trên đường với lời cùng họ? Thân người khó được, Phật Pháp càng khó gặp. Gần đây, bạn bè cùng tuổi, con bỗng nhiên phát bệnh mà qua đời. Nếu một ngày nào con cũng như vậy, mất đi thân người sớm, thì phải làm sao? Biết bao đời kiếp nào mới được thực hiện chí nguyện này đi à? Kính thưa sư phụ thường nhân từ bi, vài lời nông cạn bột bột của cô dạy, mong thầy từ bi thương tượng tha thứ, hiểu lòng vô thành và chỉ dạy cho con. Chúc quyền đại chúng tâm bồ đề kiên cố, chỉ tu học vững bền, giữ vẹn luân thường, chọn hết bộ phận, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bình Thuận ngày 14 tháng 5 năm 2020. Đệ tử Hạ Ngưu ước bậc tất kính cận trước tôn dung sư phụ thường nhân Thường Giác Hạ Nhàn. Dạ, thưa đây là kết thúc.